người Tây Ban Nha mắc phải bệnh bại não đã tốt nghiệp trung học nhờ công nghệ AI, thiết bị theo dõi mắt giúp cô giao tiếp và học tập, mở ra hy vọng mới cho người khuyết tật. Với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục và tạo ra những trải nghiệm học tập thú vị, hiệu quả cho học sinh, Hà Nội đã và đang đẩy mạnh việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hoạt động dạy và học. Từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 10, Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động như hội sách, câu lạc bộ đọc sách, các cuộc thi sáng tạo, hội thảo về phát triển văn hóa đọc. Mục tiêu là nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc đọc sách, khuyến khích học tập suốt đời và xây dựng một xã hội học tập. Với mục tiêu giáo dục tình yêu thủ đô cho thế hệ trẻ, Hà Nội đã đưa môn Hà Nội học vào chương trình giảng dạy ở cả đại học và phổ thông. Môn học này sẽ giúp cho học sinh hiểu rõ hơn về lịch sử, văn hóa và con người Hà Nội. Tin vui, 2024-2025 sẽ là một năm học đáng nhớ với các bạn học sinh khi mà nhiều tỉnh thành như Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Hải Phòng, Quảng Nam, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An đã quyết định triển khai chính sách miễn giảm học phí, giúp giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình và tạo điều kiện để các bạn được tiếp cận với nền giáo dục tốt hơn. Thật tuyệt phải không nào? Các bạn ấy đã thẳng thắn chỉ ra những nguyên nhân sâu xa của bạo lực học đường và đưa ra giải pháp thiết thực. Những lời chia sẻ ấy đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn ghi nhận, đánh giá cao và kỳ vọng rằng học sinh sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một môi trường học đường an toàn. Nope.